Cho chú đi cho con. Em ơi, xin qua bánh canh sổ đầu xa đồng nai của anh. Bàn ghế ngồi đây có hộp tao về luôn hả? Ở đây bây giờ là khu phố đi bộ anh chị, rất là đông luôn. Các anh Grab thì đứng đây để mà bắt khách này. Đông chưa, đông chưa? Xe Grab. Hoài nướng đủ hết rồi. Ở ngoài thì nó vắng anh chị, nhưng mà vào bên trong thì nó khá là đông anh chị ha. Xe máy ở đây thì người ta chặn ở ngoài hết rồi nè anh chị nè. Đó, không có cho ông ta vô ha. Dạ, em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn. Tối nay là tối chủ nhật cuối tuần. Em cũng muốn mời anh chị cùng đi lang thang với em vào khu vực chợ Đà Lạt. Để chúng ta cùng nhau cập nhật tình hình tối ngày chủ nhật. Khách khá là đông anh chị. Đồ ăn uống này, bắp nướng anh chị ha, khoai lang nướng. Nhân dịp cuối tuần thì em cũng kính chúc cho cô chú bác anh chị và các bạn có một buổi tối bình an. Bắp nướng này, ở bên này là sữa đậu nành. Tối nay là tối chủ nhật nhưng mà cũng không có đông bằng tuần trước anh chị ha. Tuần trước thì tại cái khu vực, tại cái vị trí này thì nó rất là nhộn nhịp, đặc biệt là cái cảnh buôn bán của bà con rất là nhộn nhịp vào ban đêm. Khách du lịch đó, chúng ta thấy đối với khu phố đi bộ thì chúng ta có thể đi ra giữa đường luôn anh chị, không có xe vào khu vực này, không có phải lo anh chị ha. Phía bên trên này thì chúng ta thấy nguyên một dãy khách sạn ở trên con đường Thành Thái. Trên con đường Thành Thái tối nay thì không khí nó im lặng anh chị, im lìm, không có nhộn nhịp. Ở bên này bán đồ len, áo len các thứ. Khu phố đi bộ thì anh chị biết rồi, nó có vào 7 giờ tối thứ bảy chủ nhật thôi.
chợ Âm Phủ thì rất là nhộn nhịp về đêm. Nhạc sập sình anh chị ha, nhạc sàn rồi nhạc vũ trường sập sình, khá là nhộn nhịp anh chị. Ở phía bên trên này là khu vực Lang Farm anh chị, chúng ta lên đây.
Vừa rồi chúng ta đi vào khu vực Lang Farm, của khu vực Lang Farm để có hàng đêm thì có chúng ta thấy có ca nhạc hàng đêm nè. Rồi. Chị mập mập đâu rồi bà? À. Cái chị mập mập đi với bà đâu rồi? Dạ dạ. Rồi mời anh chị chúng ta cùng lang thang vào khu vực bùng bên chợ ha. Vắng quá anh chị, tối hôm nay vắng quá, em đi ngay ở khu vực giữa của con đường này. Ban ngày thì ở cái chỗ này xe chạy rất là tấp nập luôn, nhưng mà tối ngày hôm nay thì mình có thể là đi ra giữa đường cũng không việc gì hết. Đó, của phố đi bộ. Đây có mấy bác trật tự đô thị. Mấy anh hốt được một đống bông rồi. Hồi xưa ở đây thì em nhớ là không có cái tháp như vậy anh chị. Sau này thì họ xây cái tháp đồng hồ, có những chú chim bồ câu, rồi ở trên quả đi cầu. Còn đối với ngày hôm nay thì chúng ta thấy một phần bức tượng ở đây. Rồi hôm nay ở trong chợ vắng gì mà nó vắng anh chị. Ở ngoài người ta bán món gì mà ngon, món cháo gà anh chị, rồi cá viên chiên. Bên kia xa xa thì chúng ta thấy có sữa đậu nành. Tuy nhiên thì tối hôm nay thì khá là ế anh chị ha. Chúng ta thấy tình hình ở phía ngoài, ngoài khu vực này thì cũng rất là ế luôn. Còn ở trong chợ thì chúng ta không không vào thì cũng biết rồi anh chị ha. Chợ Âm Phủ. Bên này bán bông đẹp lắm anh chị đó. Những cái cây xương rồng nho nhỏ đẹp lắm, bán ở cái khu vực ở bên góc chợ bên này. Còn đi vào kia thì chúng ta đi vào mua đặc sản, rồi trái cây. Đặc biệt là cái góc chợ bên này bán bơ rất là nhiều anh chị, lúc nào cũng có bơ, không có theo mùa gì hết, bơ 034. Rồi đó. Dâu. Các chị ngồi đây bán giỏ sách, bán ế anh chị. Còn một số anh chị ngồi đây để mà nghỉ anh chị ha, sau khi đi bộ vào chợ đêm cũng khá là mỏi chân rồi thì ngồi đây nghỉ, ăn đậu hũ rồi ăn bánh tráng hành. Khu này thì có một cái tiệm cà phê ngày xưa Mimosa. Em nhớ mang máng là như vậy ở khúc này, nhưng mà bây giờ họ đã dời đi đâu rồi không rõ nữa anh chị, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn nữa. Cái tòa nhà ở trong kia thì bây giờ là một cái khách sạn Night Dream. Khi xưa thì ở khu vực đó là sàn anh chị, sàn Hải Sơn. Cách đây vài năm trước thì vẫn còn hoạt động, nhưng mà họ đã thay đổi rồi, không còn làm sàn ở đây nữa mà dời về khu vực V Club ở khu vực chợ Bùng Binh, chợ Bùng Binh Nước anh chị đó.
mời anh chị cùng em đi ra ha, chúng ta vào đây ngắm nhìn một chút xíu. Wow, mấy miếng gỗ được vẽ lên này, đó rất là đẹp. Các anh nghệ nhân vẽ bằng lửa anh chị, hồi xưa thì dùng cái đồ như cái đồ hàng á, dùng bằng điện anh chị đó. Móc chìa khóa này, màu tím thủy chung, rồi màu vàng tình bạn, có rất là nhiều màu cho chúng ta lựa. Kẹo tơ, nguyên cái đoạn ở khúc dưới này thì em thấy mở nhạc sập sình luôn. Khu khúc trên thì yên tĩnh hơn anh chị. Cái khách sạn ngày hôm nay thì đã đổi tên thành mời quá anh chị, đi ngang qua mấy cái tiệm bán bánh này. Em nhớ là ở khu này có cái tiệm bánh Huệ đó, bánh Huệ đây đó anh chị thấy không, cô này cũng rất là dữ anh chị, nhìn vẻ bề ngoài thì rất là dữ ha anh chị ha. Cũng xin phép cô chú bác anh chị và các bạn được kết thúc clip tại đây, đưa anh chị đi lang thang, đi dạo phố dịp cuối tuần.